Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Cà So TV. Thì hôm nay anh Ba sẽ giới thiệu và tâm sự về cuộc đời mới vô lớp 6 của mình nha. Tâm sự đi anh Ba. Mới đầu vô năm học thì đã ăn trong ngày 3 gãy kiểm tra 15 phút. Rất áp lực tinh thần. Vừa mới đầu mùa vô mà chơi gì cho ăn 3 gãy. Công nghệ, khoa học tự nhiên với môn toán. Nó có áp lực gì so với học lớp 5 cấp 1 không anh Ba? Không, tại vì năm rồi thì không có dùng kiểm tra, chỉ có thì nay thì quy chuẩn điểm là rất là nhanh. Nhưng mà có đều có một vài môn gộp lại như môn khoa học tự nhiên, chứ nay có nhiều môn mới nữa, chứ không phải là ít. Vô học về có áp lực gì không? Sao thấy dạo này anh Ba báo ít xuất hiện tại tiệm đồ chơi bất ổn anh Ba? Khổ quá, học bài động tác tối đi 12 giờ rưỡi về 5 giờ chiều, học 5 tiết rồi chơi 15 phút không cho không mở cửa cho ra, ác gì đó. Trời ơi. Rồi đó bụng muốn chết, không cho ăn. Đó kiểu đó, đó tâm sự. Nó vô thì áp lực nhiều lắm, ngồi ngay bàn giáo viên thì rất là áp lực. Thì cứ như một vẻ gì á mà mình ngồi bằng đầu mà nghe giáo viên á. Nên rất áp lực, sợ bị giáo viên ghim đồ kéo. Lắm. Mới lên lớp 6 rồi quen bạn bè thầy cô rồi ok hết không? Ôi ôi, hết trú luôn. Sao vậy? Không nha, không thân với ai hết trơn. Kì vậy? Thì chỉ có thân với mấy thằng cũ thôi. Còn làm gì được nữa. Làm gì được. Quá chán. Quá chán nản à. Lên thì giáo viên gây áp lực rất lớn luôn, đè lên rất là lớn. Ôi giời chán. Thôi thì tâm sự thì cũng tâm sự vậy thôi chứ không gì. Tại thấy lâu lại tiệm đồ chơi bất ổn hỏi thăm thì nghe tình hình chỗ này nó ổn không? Rồi nó khác với năm cấp 1 xíu là nay nó điểm 7 không? Thì học tới có ngày chủ nhật rồi xong sáng thì học tiếp. Đó là kiểu vậy. Học buổi sáng hay buổi chiều? Buổi chiều, thường học buổi chiều nhưng mà có điều thì vậy cũng khỏe chứ. Buổi sáng học sáng, thì ngủ trưa được. Đó, kiểu đó. Thì theo kiểu như vậy thôi. Nó làm gì là làm. Này, tôi bó tay luôn. Trời ơi, anh bó. Trời ơi, vui. Đó, theo kiểu như vậy.